Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài truyền hình IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng Internet IBCTV.us cũng như trên trang YouTube IBCTV Official. Sư ngụ viên Bảo Khanh và Thuyết Nha xin trân trọng kính chào quý khán giả. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Tổng thống Ukraine cảm ơn Hoa Kỳ, nước Anh vì những quyết định không sử dụng dầu của Nga. Các cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv đã khiến tòa nhà đổ nát. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đến Warsaw, Ba Lan để đàm phán về Ukraine. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết Hồng Kông vẫn đang lên kế hoạch cho việc xét nghiệm toàn dân. Người dân Australia phản đối biến đổi khí hậu khi quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ lụt. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sư ngôn viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine đã cảm ơn Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vì không sử dụng dầu của Nga. Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ khi cấm nhập cảng dầu, than và khí đốt của Nga vào thị trường Hoa Kỳ trong tuyên bố được ghi nhận vào ngày hôm qua và được đăng tải lên trong ngày. Tổng thống Biden cấm nhập dầu và những dạng năng lượng khác của Nga vào Hoa Kỳ tạo áp lực lên nhà lãnh đạo Vladimir Putin ngăn chặn tấn công vào Ukraine, cũng như nhiều thương hiệu toàn cầu như McDonald's, Starbucks, Coca-Cola đã ngừng bán hàng tại Nga. Tổng thống Biden thừa nhận lệnh cấm nhập cảng năng lượng của Nga vốn được sự ủng hộ của hai đảng sẽ làm tăng giá năng lượng tại Hoa Kỳ. Riêng đối với Vương quốc Anh cho biết họ đặt mục tiêu sẽ loại bỏ dần việc nhập cảng dầu của Nga vào cuối năm nay. Liên Âu cũng có kế hoạch cắt 2/3 sự phụ thuộc của khí đốt vào Nga trong năm nay. Hơn 2 triệu người phải rời khỏi Ukraine và hàng trăm ngàn người mắc kẹt mà không được tiếp cận với thuốc men hay nước uống từ khi ông Putin xâm lược trong 2 tuần qua. Ukraine cáo buộc Nga đã pháo kích vào những khu vực được coi là hành lang nhân đạo, ngăn cản người dân thoát khỏi những thành phố đang bị tấn công. Trong khi đó, thì các cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv đã khiến cho các tòa nhà đổ nát. Cảnh quay được ghi lại vào hôm thứ Ba đã cho thấy một khu cư dân gần trường học sĩ quan và xe tăng ở thành phố Kharkiv, miền đông của Bắc của Ukraine đã bị hư hại nặng nề, và người dân không có nước hoặc là điện sau cuộc tấn công của Nga vào khu vực này. Cảnh tượng hoang tàn đã được Maria Avdeva, là cư dân của Kharkiv, một giám đốc nghiên cứu tại Hiệp hội Chuyên gia của châu Âu, đăng tải trên trang mạng xã hội. Và Avdeva đã cho biết là không có nước hoặc là điện trong khu vực và đã cho thấy các miệng hố từ các vụ đánh bom. Kharkiv được là một thành phố có 1.5 triệu dân gần với biên giới phía đông với Nga, đã bị Nga ném bom dữ dội. Thống đốc khu vực là Oleg Senehubov đã cho biết là quân đội của Ukraine đã đẩy lùi các nỗ lực của quân Nga để tiến vào Kharkiv vào hôm thứ Ba và đã phá vỡ một chiến dịch đã lên kế hoạch của 120 lính dù Nga gần với biên giới. Các giới chức của cảnh sát khu vực Ukraine là Sergei Bovenov đã cho biết vào hôm thứ Ba, nhìn chung thì 170 người đã bị thiệt mạng trên khắp khu vực của Kharkiv kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2, trong đó có 5 trẻ em. Phó Tổng thống Hoa Kỳ tới Warsaw, Ba Lan đàm phán về Ukraine. Phó Tổng thống Kamala Harris hợp tác với Ba Lan và Romania trong những bước tiếp theo đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, đồng thời trấn an về sự ủng hộ của Washington trong những cuộc gặp của bà với các nhà lãnh đạo của hai nước bắt đầu từ thứ Năm. Những quốc gia đang ngày càng lo lắng về sự xâm lăng của Nga trong khu vực và thành viên cực đông NATO. Họ có chung đường biên giới với Ukraine, nơi hàng ngàn người tị nạn đang tràn vào. Các giới chức chính quyền cấp cao cho biết bà Harris tập trung vào những thành viên NATO có thể thực hiện lệnh trừng phạt kinh tế đã đặt ra và cách thức mà họ có thể duy trì liên kết và cùng nhau tiến lên. Bà cũng quan tâm tới những người tị nạn Ukraine đang có mặt tại Ba Lan, thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và an ninh cho khu vực cũng như cho đất nước này. Số lượng người tị nạn do cuộc xâm lược tạo ra vượt qua 2 triệu người. Các giới chức cho biết Phó Tổng thống Harris sẽ thảo luận về những vấn đề ở Warsaw với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, người cũng đang có chuyến thăm trong khu vực. Kính thưa quý vị, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết Hồng Kông vẫn đang lên kế hoạch cho việc xét nghiệm toàn dân.
Lãnh đạo của Hồng Kông là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vào hôm thứ Tư đã cho biết là thành phố vẫn đang trong kế hoạch cho việc xét nghiệm coronavirus phổ cập, đồng thời cũng tập trung nguồn lực vào việc chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh gia tăng các trường hợp tử vong và nhiễm trùng có liên quan đến coronavirus. Bà Lâm đã cho biết một ngày trong một kế hoạch thử nghiệm hàng loạt bắt buộc vẫn đang được xem xét, nhưng chính phủ chưa quyết định khung thời gian cho quy mô lớn của hoạt động này. Tuy nhiên thì sự việc đã xảy ra một sự hoảng loạn mua hàng loạt hàng tạp hóa và các mặt hàng thiết yếu trong thành phố. Bình luận của bà cũng đã được đưa ra sau khi một giới chức hàng đầu của Trung Quốc cho biết là Hồng Kông phải ưu tiên giảm thiểu các trường hợp nhiễm trùng, bệnh nặng và tử vong. Các trường hợp nhiễm bệnh ở Trung tâm Tài chính Toàn cầu cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục với hơn 500.000 trường hợp và hơn 2.500 trường hợp tử vong, hầu hết trong 2 tuần qua. Tin tức từ Australia, người dân phản đối biến đổi khí hậu khi quốc gia này ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ lụt. Thủ tướng Scott Morrison ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi lũ lụt tàn phá bờ biển phía đông nước này, trong khi nhà chức trách tìm cách viện trợ cung cấp khẩn cấp cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Những người dân tức giận vì không có điện và Internet trong nhiều ngày qua, đổ lỗi cho chính quyền về tốc độ và quy mô chậm chạp của nỗ lực cứu trợ. Trong chuyến thăm tới thị trấn Lismore bị tàn phá ở phía bắc của New South Wales, ông Morrison được chào đón bởi hàng chục người biểu tình giận dữ hô vang "Tôi xấu hổ về ông" khi đoàn xe của ông đến trung tâm hoạt động khẩn cấp địa phương vào sáng thứ Tư. Tuyên bố khẩn cấp được đưa ra sau trận cháy rừng tàn phá năm 2019, giúp giảm chính sách liên quan liêu bàn giấy và tăng tốc viện trợ từ nhân viên quốc phòng trong bối cảnh bị chỉ trích về phản ứng chậm chạp đối với lũ lụt khiến cho 20 người thiệt mạng. Một vùng rộng lớn tại bờ biển phía đông của Australia bị ngập sau khi hệ thống áp thấp cường độ mạnh thứ hai trong nhiều tuần dẫn tới nước lũ dâng cao, cắt đứt toàn bộ cộng đồng và nhiều người đã mắc kẹt ngay trong nhà của họ. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với ban tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, bản câu hỏi của Tunisia về hiến pháp đã gặp phải cái nhún vai trên toàn quốc. Khi Tổng thống của Tunisia chuẩn bị viết lại hiến pháp sau khi giải tán quốc hội vào hồi năm ngoái và ra phán quyết bằng sắc lệnh, ông đã kêu gọi sự đóng góp của người dân bằng cách thiết lập một bản câu hỏi trắc nghiệm tự nguyện trực tuyến. Theo trang web khảo sát, còn 2 tuần nữa trước khi cuộc khảo sát kết thúc, chỉ có 276.000 người đã tham gia trong một đất nước 12 triệu dân, trong một bối cảnh các nhà phê bình của Tổng thống Kais Saied đã cáo buộc rằng cuộc tham vấn là một trò chơi đố chữ. Sau hành động chống lại quốc hội được bầu vào mùa hè năm ngoái, ông Kais Saied, 64 tuổi, đã tuyên bố vào tháng 12 rằng ông sẽ chỉ định một ủy ban viết lại hiến pháp với ý kiến đóng góp của người dân và đưa đó ra trưng cầu dân ý vào tháng 6. Ông nói rằng sự can thiệp của ông là một phản ứng đối với một thập kỷ trì trệ chính trị và kinh tế dưới bàn tay của một tầng lớp tham nhũng tự phục vụ. Những người chỉ trích ông nói rằng hành động của Tổng thống như là một cuộc đảo chính, làm hủy hoại nền dân chủ giành được trong một cách mạng vào năm 2011, đã làm dấy lên các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập trên khắp Trung Đông. Chiếc tàu đắm Endurance năm 1915 được tìm thấy ngoài khơi Nam Cực. Falklands Maritime Heritage Trust thông báo xác tàu Endurance của Sir Ernest Shackleton được tìm thấy ở biển Weddell ở ngoài khơi Nam Cực. Trong một liên doanh hợp tác với nền tảng History Hit và mạng truyền thông Little Dot Studios, Endurance 22 Expedition đã tìm thấy con tàu bị chìm ở độ sâu 3.008m, chưa từng thấy kể từ khi nó bị băng nghiền nát năm 1915. Endurance được bảo vệ như một di tích lịch sử và đài tưởng niệm theo Hiệp ước Nam Cực. Nhóm thám hiểm gồm những nhà khảo cổ học, những nhà làm phim môi trường khắc nghiệt và các nhà khoa học khởi hành từ Cape Town, Nam Phi trên tàu hậu cần và nghiên cứu vùng cực
Giám đốc của vấn đề khám phá trong chuyến thám hiểm là Manson Bow cho biết nhóm nghiên cứu choáng ngợp trước vận may của họ khi xác định được vị trí, chụp được những tấm hình về con tàu Endurance. Đây là con tàu đắm bằng gỗ tốt nhất mà nhóm nghiên cứu từng chiêm ngưỡng. Nó thẳng đứng và nằm ở dưới đáy biển, còn nguyên vẹn trong tình trạng bảo quản tốt. Thậm chí mọi người có thể nhìn thấy chữ Endurance nằm ở đuôi tàu, ngay bên dưới lan can ở phía sau khoang lái. Kính thưa quý vị, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục mới. Dữ liệu do Cục Điều tra Dân số của Hoa Kỳ công bố vào ngày 8 tháng 3 theo giờ địa phương đã cho thấy là thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với hàng hóa và dịch vụ đã đạt kỷ lục mới vào hồi tháng 1 năm 2022 lên tới 89,7 tỷ Mỹ Kim. Theo số liệu đã sửa đổi, thì thâm hụt thương mại trong tháng 1 năm 2021, năm 2022 vừa qua đối với hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ đã tăng 7,7 tỷ Mỹ Kim so với tháng 12 năm 2021, vốn đã ghi nhận mức thâm hụt 82 tỷ Mỹ Kim. Sự sửa đổi này đánh dấu mức tăng 9,4%. Cụ thể là xuất khẩu giảm 3,9 tỷ Mỹ Kim, tương đương mức giảm 1,7% trong tháng 1 năm 2022 so với tháng 12 năm 2021 và xuống còn 224,4 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì nhập khẩu đã tăng 3,8 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 1,2% so với tháng 12 năm 2021, lên mức hơn 314 tỷ Mỹ Kim. Theo Wall Street Journal, thì các phương tiện sản xuất ở nước ngoài, thiết bị công nghiệp, thực phẩm và hàng hóa tư bản, bao gồm cả vật tư viễn thông, đã tạo nên sự gia tăng xuất khẩu sang thị trường của Hoa Kỳ trong tháng 1 năm 2022. Trong khi đó, thì Cục Điều tra Dân số của Hoa Kỳ đã ghi nhận là có ít đơn đặt hàng vaccine ngừa coronavirus rời khỏi nước. Phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam thúc đẩy thương mại song phương. Phái đoàn Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ có mặt ở Việt Nam củng cố ban giao thương mại song phương. Trong thông điệp chào đón ngày 8 tháng 3, Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên Facebook, đoàn bao gồm những lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ gặp một loạt những đại diện cấp cao của chính phủ nhằm thảo luận các ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế và cơ hội thương mại và đầu tư ở Việt Nam. Một ngày sau đó, cơ quan đại diện ngoại giao cho biết thêm Phó đại sứ Melissa Bishop và phái đoàn cùng Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ gặp Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính vào ngày 9 tháng 3, tìm hiểu vai trò của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu Covid. Phái đoàn Hoa Kỳ thông báo trên Facebook sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, năng lượng sạch và dịch vụ. Theo trang web của báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 8 tháng 3 dự và phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 5 với chủ đề định hình lại ban giao kinh tế song phương. Bên cạnh đó thì hoạt động liên vận đường sắt quốc tế sang châu Âu của Việt Nam bị tác động bởi cuộc chiến ở Ukraine. Trưởng ban vận tải Tổng công ty đường sắt của Việt Nam VNR, ông Vương Khả Sơn vào ngày 9 tháng 3 đã cho Thông tấn xã Việt Nam biết là Tổng Giám đốc Hiệp hội Đường sắt Quốc tế UIC vừa mới gửi thư tới các đường sắt thành viên thông báo là UIC đình chỉ tư cách thành viên đường sắt của Nga và Belarus trong các hoạt động của UIC. Như vậy thì đường sắt Nga và Belarus trong thời gian tới sẽ không thể tham gia vào các cuộc họp, các diễn đàn, nền tảng, lĩnh vực và nhóm công tác theo luật của UIC hoặc là hưởng lợi từ các dịch vụ của Hiệp hội. Do đó thì liên vận đường sắt quốc tế giữa Việt Nam và châu Âu theo lộ trình qua Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Belarus và Ba Lan để sang Đức và các nước Tây Âu có khả năng bị ảnh hưởng nếu đường sắt của Ba Lan dừng vận chuyển qua biên giới với đường sắt Belarus. Tin cũng cho biết vào đầu tháng 3 năm 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt RATACO thuộc Tổng công ty Đường sắt của Việt Nam sẽ tổ chức đoàn tàu chuyên container chạy thẳng từ Đà Nẵng đi châu Âu. Tuy nhiên thì do cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine nên kế hoạch này đang bị tạm hoãn. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, ngành đường sắt của Việt Nam đã tổ chức chạy đoàn tàu chuyên container đầu tiên sang Bỉ. Hiện thì RATACO đang duy trì hàng tuần khoảng 3 đoàn tàu chuyên container xuất phát tại ga Yên Viên đi châu Âu. Thưa quý vị, và bản tin tiếp theo liên quan tới những con gấu được giải cứu khỏi cuộc chiến ở Kiev tìm ra được ngôi nhà mới của mình.
Bảy con gấu cũng được coi là tị nạn từ Kiev và làm quen với ngôi nhà mới tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine, sau khi trải qua hành trình 24 tiếng đồng hồ để đến nơi an toàn. Những chú gấu đang ở trong khu bảo tồn gấu trắng tại thủ đô Ukraine, cách phi trường thành phố 2 cây số. Nhân viên ở khu bảo tồn có thể nghe thấy tiếng pháo kích và lo sợ những gì xảy ra nếu những con gấu trốn thoát. Marina Skrivia, người đã giúp đưa gấu ra ngoài cho biết, vì vậy họ đã đưa ra kế hoạch chắc chắn không theo những giao thức hay tiêu chuẩn thông thường. Để đưa những con gấu đến được nơi an toàn, những chú gấu được đưa vào xe tải và sau đó chở đi trong 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ ngoài việc kiểm tra để bảo đảm chúng vẫn còn sống. Giờ đây, chúng thích nghi với cuộc sống mới tại Lviv, là một thành phố nằm sát biên giới Ba Lan mà tới nay chưa bị gì xảy ra xung đột. Ihor Nikolun là nhân viên từ khu bảo tồn gấu Four Paws Domazi cho biết họ hy vọng những con gấu sẽ sớm có lại cuộc sống bình thường. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đến IBC Home Shopping với số phone là 714-892-5717. Đang có rất nhiều chương trình sale, promotion đặc biệt dành cho những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên. Ngoài ra, xin kính mời quý khán giả ủng hộ cho đài IBC bằng cách vào trang YouTube. Chúng ta search vào IBC TV Official. Chỉ cần quý vị bấm like và subscribe là đã giúp cho đài IBC TV có được sự connect gần hơn đối với quý khán giả gần xa. Sứ ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha xin tạm dừng chương trình tin tức sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một ngày mới gặt hái được nhiều thành công và vô lượng an lạc.